Rồi, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn tiếp cái bài ngược thứ tư nha. Thì giống như mọi khi chúng ta sẽ làm theo từng câu một. Chú ý nhé, cái phần này là cái phần text, các bạn đừng có ngồi gõ hết cho cô nha. Bước 1 chúng ta sẽ gõ nội dung. Thì nội dung của chúng ta sẽ bắt đầu từ phần dưới này. Cô đã copy sẵn rồi. Như vậy các bạn là phải gõ, tuy nhiên cô thì cô copy sẵn. Ở đây có một cái hình yêu cầu chúng ta phải lên trên mạng, chúng ta lấy về thì các bạn lên trên mạng, các bạn insert một cái hình hoặc ở trong này chúng ta insert cái symbol cũng được, xíu rồi cô hướng dẫn luôn. Vậy thì chúng ta sẽ xuống dưới, sau khi có nội dung rồi thì các bạn sẽ xuống từng trang chúng ta thực hiện một. Thì ở đây thứ nhất là các bạn sẽ mở cái file vừa gõ, rồi các bạn sẽ lưu với tên là họ và tên, rồi mã số sinh viên. Các bạn sẽ lưu file của mình. Nếu các bạn lỡ lưu chưa đúng thì chúng ta save as và chúng ta lưu file nha. Vì đã có text rồi nên là khi định dạng thì các bạn nhớ chọn hết bằng cách là nhấn Ctrl A. Sau đó chúng ta sẽ thiết lập khổ giấy A4 rồi thiết lập lề giấy, size chữ, phông chữ. Thì ở đây double click vào cái vùng đen đen này, chúng ta sẽ thiết lập toàn bộ là 2, chỉ có bên trái là 3 cm thôi nha. Sang cái tab paper để chọn khổ giấy A4. Đó, như vậy là chúng ta xong cái phần định dạng khổ giấy. Tiếp theo để thiết lập phông chữ thì ở đây chúng ta sẽ dùng phông Times New Roman, size chữ là 13. Khoảng cách giữa các dòng chúng ta thiết lập là 1.5. Khoảng cách giữa các đoạn thì ở đây yêu cầu là before là 0, after là 0. Chúng ta bắt đầu, chúng ta sau khi mà thiết lập xong thì chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện câu tiếp theo. Như vậy là xong câu thứ nhất. Câu thứ hai yêu cầu chúng ta tạo header, thì cái bài hôm trước các bạn đã được tạo header rồi. Ở đây cũng tạo header với họ và tên và mã số sinh viên nha. Để chèn header thì cách thứ nhất các bạn sẽ double click vào cái vùng trên header. Cách thứ hai là chúng ta sẽ vào tab insert, chúng ta trong cái nhóm header and footer các em nhấn vào cái phần header nha, chọn cái mẫu branded. Các bạn sẽ gõ nội dung của mình vào đây, họ và tên, mã số sinh viên nha. Rồi, để thoát ra khỏi cái vùng header thì các bạn sẽ nhấn vào cái Close Header and Footer, hoặc các bạn double click ra cái vùng body là nó sẽ thoát khỏi cái phần header. Tiếp theo chúng ta sang câu thứ tư. Ở đây này chúng ta sẽ ngắt hai trang. Chúng ta sẽ bắt đầu đứng ở cái chữ cross reference, chúng ta sẽ ngắt trang. Đây cái cross reference của chúng ta đây. Các em sẽ đứng tại đây và chúng ta ngắt trang. Các em nhấn chuột vào, con trỏ chuột vào phía trước cái chữ cross reference. Sau đó các bạn sẽ vào tab layout, ở đây có cái break thì các bạn sẽ chọn cái section break next page để nó sang một cái trang mới. Thì hiện tại là chúng ta có hai trang, trang đầu tiên và trang thứ hai. Và câu tiếp theo thì sẽ yêu cầu các bạn ở trang 1 thì chúng ta sẽ làm những việc sau. Việc thứ nhất là chúng ta sẽ tạo một cái dòng kẻ ngang ở dưới cái dòng chữ email. Vậy thì chúng ta sẽ thêm một cái đường thẳng ngang ở phía dưới này. Các bạn có thể vẽ cái đường thẳng hoặc các bạn tạo cái border phía dưới cũng được. Ở đây cô sử dụng cái đường thẳng. Thì chú ý để đường thẳng của mình nó không lệch, thì đối với đường thẳng nằm ngang thì các bạn cho cái chiều dọc nó về 0 cm nha. Sau khi có đường ngang rồi chúng ta tiếp tục thực hiện cái yêu cầu tiếp theo. Thì ở đây yêu cầu chúng ta này tạo setting cho cái đoạn email được ra đời này, cái loại là màu xanh, rồi cái led indent của chúng ta sẽ là 3 cm. Cái led indent thì các bạn sẽ kéo ở trên đây này, led indent đây, kéo sang 3. Tiếp theo chúng ta vào setting, chúng ta chọn cái ở đây là blue accent 60%.
chúng ta được cái phần email là cái đoạn thứ nhất. Tiếp theo cái câu số 6 này, tại đây chúng ta sẽ chèn drop cap cho cái đoạn tiếp theo, và drop cap chúng ta nằm trên hai dòng, khoảng cách từ distance from text là 0.2, right indent là 12, font size cho cái chữ này, cho cái đoạn này là Arial Black. Như vậy đầu tiên cô sẽ chọn cái font Arial Black, như là chỉ dành cho chữ email thôi ha. Đây, bôi đen chữ E rồi chúng ta vào Insert Drop Cap. Các em chú ý chúng ta sẽ chọn Drop Cap Option, tại đây chúng ta sẽ chọn là 2. Ở trong này yêu cầu chúng ta chọn cái font Arial. Và khoảng cách distance from text là 0.2. Tiếp theo ở đây yêu cầu chúng ta write name. Write name thì ở bên này write name là 12. Đó, như vậy là chúng ta đã xong cái đoạn thứ hai. Tiếp theo đến câu số 7. Câu số 7 chúng ta sẽ chia cột cho hai đoạn tiếp theo, từ MTB cho tới mình là người nhận thư. Hai cột bằng nhau và khoảng cách giữa hai cột là 1 cm. Để hình dung dễ thì các bạn có thể xem kết quả. Như vậy chúng ta sẽ chia hai cái đoạn này làm hai cột, có cái đường line between ở giữa. Chúng ta sẽ chọn hai cột, hai cái đoạn này, sau đó các bạn sẽ vào tab layout column. Chú ý chúng ta sẽ vào mock column, chọn hai cột và chúng ta thiết lập lại space là 1, rồi click vào line between tạo đường dẫn giữa hai cột. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một cái style và đặt tên là bold italic. Thì cái style này, cái style là gì, chẳng qua là cái mẫu chúng ta đặt sẵn một cái style để sau này chúng ta có, chúng ta chỉ việc vào chúng ta chọn thôi, chúng ta không mất công phải thiết lập lại nữa. Thì ở đây có yêu cầu chúng ta tạo cái style. Đây, để tạo style thì các bạn vào cái tại tab home nha, trong nhóm style này các em click vào cái mũi tên này. Thì ở đây để tạo một cái style mới thì chúng ta sẽ nhấn vào create style. Và ở đây tên style yêu cầu là bold italic, font là Arial, size chữ là 14. Để thiết lập thì chúng ta sẽ vào modify để chỉnh sửa, font chữ là Arial, size chữ là 14, chữ in đậm, in nghiêng và có màu là màu đỏ. Rồi chúng ta nhấn OK để cho nó thiết lập. Đó, bây giờ với cái cụm từ CC and BCC, cô muốn cho nó áp theo cái định dạng mà chúng ta, cái style bold italic, thì các bạn chỉ cần chọn và nhấn vào đây. Như vậy chúng ta đã áp được cái định dạng style. Như vậy style là chúng ta muốn tạo thêm một cái style có sẵn ở trên này, sau này chúng ta gõ đoạn văn bản ở rất xa hoặc một cụm từ nào đó rất xa, chúng ta muốn áp theo thì chúng ta chỉ việc chọn và chúng ta chọn cái style có sẵn ở phía trên này. Tiếp theo là chúng ta sẽ chèn một cái biểu tượng lá thư vào cuối cùng của cột 1. Chúng ta sẽ chèn. Để chèn ký tự thì các bạn sẽ đặt chuột tại đây, chúng ta vào Insert Symbol để chọn ký tự. Các em sẽ vào More Symbol. Rồi chú ý nhé, chúng ta sẽ chọn đến cái phông Winding. Cái phông này là cái phông có nhiều biểu tượng nhất mà chúng ta thường hay dùng. Và chúng ta Insert. Như vậy chúng ta đã có được cái biểu tượng là lá thư. Tiếp theo, ở đây sẽ yêu cầu chúng ta thiết lập cái này, chúng ta sẽ convert cái biểu tượng này về word art. Vậy các bạn, nó là ký tự thôi, các em sẽ bôi đen rồi chúng ta nhấn insert word art. Đây, chọn cái mẫu này là chúng ta sẽ được. Tiếp theo yêu cầu chúng ta phông chữ là 48 này, position. Chúng ta sẽ vào position, chúng ta thiết lập, cô sẽ thiết lập cái phông chữ trước, phông chữ là 48, line spacing là single, before after đều là 0.
Đó, chúng ta sẽ thiết lập phông chữ là 48. Đó. Không, line spacing để không luôn, before không, after không. Rồi tiếp theo chúng ta vào đây chúng ta thiết lập, chúng ta sẽ nhấn vào see more để thiết lập thêm. Thì ở cái tab position chúng ta sẽ chọn cái ở horizontal thì các bạn sẽ nhấn vào right. Và cái relative to column. Đó, tiếp theo ở chiều dọc absolute position thì chúng ta sẽ chọn cái absolute position là 1 cm, và chọn cái gì và relative to paragraph. Như vậy là chúng ta xong. Như vậy nó sẽ về đúng vị trí mà chúng ta mong muốn. Tiếp theo là câu số 10, chúng ta sẽ định dạng cái heading 1 cho hai dòng tiêu đề, đó là các nhà cung cấp dịch vụ email, và cái dòng tiêu đề thứ hai là các phim thời lượng dài mà Charlie Chaplin từng đạo diễn. Đó, như vậy chúng ta sẽ bôi đen cái đoạn thứ nhất. Để chọn các cái đoạn không gần nhau thì chúng ta bôi đen đoạn thứ nhất, Control nhấn chọn đoạn thứ hai. Sau đó các em sẽ vào cái mục Style, chúng ta sẽ chọn cái heading 1. Đó. Như vậy là chúng ta đã được cái heading 1 cho hai cái đoạn này. Tiếp theo, như vậy là cái câu số 11 xong chưa nhỉ? Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ remove cái before after, và chúng ta sẽ thêm vào đó là cái space after. Before thì chúng ta remove đi đúng không? Các bạn sẽ chọn luôn cả hai đoạn này. Sau đó chúng ta sẽ vào đây, chúng ta bỏ, chúng ta sẽ before với không, còn after chúng ta để 12. Tiếp, câu 11 này, định dạng tab cho các dòng bên dưới. Đó, thì đối với ba dòng đầu tiên chúng ta sẽ có cái tab top là 7 cm và alignment là loại tab là loại tab bên trái, và kiểu đường chúng ta chọn kiểu đường số 3. Thì chúng ta bôi đen này, chúng ta nhấn trái chuột vào phía dưới của thanh thước kẻ vào số 7 để chúng ta tạo tab top. Bước tiếp theo chúng ta sẽ double click vào đây để chúng ta thiết lập kiểu đường. Đó, kiểu đường là số 3. Sau đó chúng ta nhấn set để thiết lập. Để sử dụng tab thì các em chỉ cần đặt chuột tại vị trí muốn nhấn tab, rồi chúng ta nhấn phím tab ở trên bàn phím nha. Tiếp ba đoạn tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng cái tab position alignment là tab phải. Đó. Còn cái leader là số 4, vị trí tab là 9, và chọn first line indent là 2 cm cho dòng 456. Thì cái first line indent là chính là cái này, cái dòng đầu tiên á, chúng ta sẽ chọn là 2. Đó. Sau đó chúng ta sẽ đặt chuột vào số 9, đặt thấp thôi nha, nhấn trái chuột ở phía dưới của thanh thước kẻ. Đó, tên nào mà không có thanh thước kẻ thì chú ý chúng ta vào tab view, chúng ta tích vào ruler để lấy thanh thước kẻ ra nha. Tiếp theo các bạn sẽ nhấn double click vào cái tab top này để chúng ta mở ra cái bảng tab top. Ở đây yêu cầu chúng ta là tab phải, kiểu đường là số 4. Sau khi chọn xong thì các em nhớ nhấn set để thiết lập. Đó, và bây giờ chúng ta nhấn tab để sử dụng đây. Tiếp câu số 9, chèn footnote cho từ email. Đó, với tiêu đề là ở đây thì đối với các bạn thì các bạn sẽ phải gõ lại. Đúng rồi á, mở điện lên. Cô gì đây? Cái footnote thì ở đây cô đã giải thích trong cái bài hôm trước rồi. Chẳng qua là chúng ta muốn là khi người dùng người ta đọc đến đây, người ta muốn tìm hiểu thêm cái email là gì, thì sẽ đưa người dùng đến cuối chân trang và người ta click. Ở đây sẽ có một cái đường link để người ta click vào cái link đó để người ta đọc thêm. Để tạo cái footnote thì các bạn sẽ nhấn vào cái tab đặt chuột tại cuối cái từ mà chúng ta muốn giải thích, rồi chúng ta nhấn vào reference. Rồi chúng ta nhấn vào cái tại cái đáp footnote, chúng ta sẽ nhấn vào insert footnote, rồi chúng ta sẽ gõ cái đường link vào đây. Đấy, khi người dùng người ta hover chuột vào thì sẽ thấy cái đường link đúng không? Đó, người ta muốn đọc thêm thì người ta sẽ đi vào cái đường link ở đây, người ta đọc thêm. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần
footnote. Tiếp theo chúng ta sẽ định dạng picture style cho cái hình số 1. Thì cái hình số 1 ở đây, khi nãy chúng ta thấy là trong đề bài có cái phong bì thư á, chúng ta sẽ lên trên mạng chúng ta tìm, lên Google chúng ta tìm cái ảnh đây, email, và chúng ta sẽ nhấn vào cái tab hình ảnh để nó đổ về là kết quả hình ảnh đó. Thì ở đây cái email này đó, thì cô sẽ sao chép hình ảnh. Cô không có lưu về, cô sao chép. Để sao chép thì các bạn phải chuột lên chúng ta paste ở cái dạng hình ảnh nha. Đó. Sau khi xong thì chúng ta sẽ vào picture format, chúng ta chọn cái loại mong muốn. Đó. Và ở đây yêu cầu chúng ta thiết lập cái what text là true, và chữ xung quanh hình. Đó, chúng ta đưa chuột về đây. Tiếp theo là chúng ta sẽ tạo cái caption cho hình. Ở đây yêu cầu chúng ta caption là thay đổi cái label của mình là hình nha, thay đổi cái label của mình là cái hình đó. Đây, cho là hình. Như vậy là chúng ta phải thiết lập cái, phải chuột lên này, insert caption. Ở đây để tạo một cái nhãn mới thì các bạn sẽ nhấn vào new label, rồi chúng ta sẽ gõ hình đó. Đó. Thì ở đây hình của chúng ta cái nhãn là email. Vị trí ở đây yêu cầu chúng ta thiết lập ở phía dưới thì mặc định nó ở phía dưới below. Đó, rồi ok, như vậy chúng ta sẽ tạo được cái caption của hình. Tiếp theo là chúng ta sẽ tạo cái smart ad. Đó, thì ở đây chúng ta có thể nhìn sơ qua kết quả để chúng ta dễ hình dung. Đó, để tạo smart ad chúng ta sẽ nhấn chuột vào gì, insert smart ad. Chúng ta chọn đến cái kiểu hợp lý. Đó. Vì có nội dung rồi nên cô sẽ copy lên trên nha. Cô sẽ copy vào cái này luôn. Copy xong rồi cô sẽ định dạng luôn cho nó tiện. Để tạo thêm một cái mới thì đứng chuột tại đây chúng ta enter thì nó sẽ tạo ra một cái mới cho chúng ta. Đó, đây có tất cả là 5 cái. Đó, như vậy là chúng ta có được 5 bạn. Đó, để tạo cái ý cho các cái này thì chúng ta nhấn chuột tại đây, chúng ta sẽ nhấn tab chuột vào để tạo thành các cái ý cấp con nha. Chúng ta đã xong cái phần nội dung. Tiếp theo chúng ta sẽ đi thiết lập cái hình ảnh. Thì ở đây yêu cầu chúng ta là thiết lập cái độ rộng là 13 cm, chiều cao là 5 cm. Đó. Chúng ta sẽ vào cái tab format, rồi chúng ta thiết lập chiều cao là 5 và cái độ rộng là 13. Tiếp theo sẽ yêu cầu các bạn tạo nhãn cho cái này label 2, thì cái caption của mình có tên là chặn phim, cũng sẽ copy luôn. Đó. Chúng ta sẽ phải chuột lên chúng ta insert caption. Đó, như vậy các bạn thấy là khi nãy chúng ta có cái hình số 1, bây giờ chúng ta thêm hình số 2 thì cái số 1, 2, 3 thì nó sẽ tự động nha. Tiếp theo là chọn màu, đúng không? Chúng ta sẽ chọn cái loại màu là 5 màu, thì các bạn sẽ nhấn vào đây này. Đó, rồi chúng ta sẽ vào cái Smart Art Design, chúng ta vào Change Color để chúng ta chọn cái màu phù hợp. Đó, như vậy là chúng ta xong cái phần nội dung của cái Smart Art. Tiếp
theo chúng ta sẽ tạo bookmark cho các cái từ sau. Thì bookmark ở đây là ví dụ chúng ta đọc trong cái văn bản chúng ta muốn đánh dấu lại một số các cái nội dung mà chúng ta muốn quan tâm, thì chúng ta sẽ tạo lại bookmark lại để đánh dấu lại những cái mà chúng ta thường hay quan tâm. Thì ở đây để tạo bookmark thì đầu tiên chúng ta sẽ bôi đen cái nội dung mà chúng ta cần tạo bookmark. Đây, bookmark ở trên này. Đấy, cô ví dụ mình đọc đến cái từ này chúng ta thấy hay thì chúng ta sẽ tạo bookmark. Chúng ta vào insert này, tại cái nhóm link này các bạn sẽ nhấn vào bookmark. Thì ở đây tên bookmark của mình là smtb, sau đó chúng ta sẽ nhấn s. Đối với cái từ electronic email đúng không, thì chúng ta sẽ tạo bookmark là email. Có hai gì đâu, có anh nào, anh đẹp trai ấy hả? Chết rồi, đi học chỉ vì trai đẹp thôi. Để cô gọi anh đẹp trai lên. CCC. Đó, như vậy chúng ta đã tạo xong cái bookmark. Tiếp theo chúng ta sẽ insert cross reference cho các bookmark. Ở đây chúng ta sẽ có từ email và CCC trang thứ hai nha, bay 2. Các em kéo xuống cái bay 2 thì ở bay 2 chúng ta sẽ thấy có cái từ là xem email. Đó. Chúng ta sẽ bôi đen cái này rồi chúng ta sẽ vào lại different. Các bạn sẽ thấy có một cái phần caption này. Đây, chúng ta sẽ nhấn vào cross different. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái different type lại là bookmark. Đó, bookmark của tech. Ví dụ ở đây cái email chúng ta sẽ liên kết đến cái email, cái bookmark mà chúng ta đã tạo. Tiếp cái này CC và BCC đúng không, chúng ta làm tương tự. Đó. Đó. Như vậy ở trên kia nó có định dạng như thế nào thì dưới này chúng ta y chang luôn. Đó. Như vậy là chúng ta xong cái câu số 16. Tiếp theo là câu số 17. Yêu cầu chúng ta sẽ chèn danh sách các cái caption cho cái danh mục hình. Đó. Thì ở đây sau này khi mà các bạn làm bài tập lớn á, thì chúng ta có các cái hình ảnh, thì chúng ta cần tạo cái mục lục hình ảnh hay danh mục bảng biểu hình ảnh để cho người dùng người ta dễ theo dõi. Vậy thì ở đây các bạn sẽ đặt chuột tại cái vị trí mà chúng ta muốn tạo danh mục hình. Sau đó các bạn sẽ vào tab different tại cái nhóm caption này này. Các em sẽ nhấn vào insert table ở finger. Và ở đây các em sẽ chọn cái caption label của chúng ta mới tạo là cái hình đúng không? Cái kiểu leader các em muốn dùng. Đó, ví dụ ở đây cô muốn dùng chấm chấm. Rồi chúng ta nhấn OK. Đó, và như vậy chúng ta có hai hình thì nó sẽ tự động cho chúng ta. Và khi người dùng người ta muốn xem, người ta sẽ nhấn vào đây và người ta sẽ đến cái hình tương ứng để người ta xem. Ở đây yêu cầu chúng ta thiết lập cái phông chữ là Times New Roman, size chữ là 12 và chữ là xanh, line spacing là 1.5, before 0, after 0. Thảm như cho mình đó. Size chữ 12, chữ là màu xanh. Ồ, 1.5. Xong. Các em có thể nhìn qua kết quả để chúng ta đối chiếu. Đó. À, ở đây còn chữ y nghiêng nữa nha. Đó, như vậy cô sẽ tạo chữ y nghiêng. Đó, như vậy là chúng ta đã xong cái phần tạo danh mục hình. Tiếp đến danh mục bảng biểu nha. Thì cái danh mục bảng biểu ở đây chúng ta sẽ tạo chọn cái loại automatic table 2 thì để tạo danh mục nội dung á, thực ra ở đây là danh mục cái nội dung á, các bạn sẽ vào tab different tại cái table content này. Các bạn sẽ click vào đây và chúng ta chọn cái automatic table 2. Như vậy là chúng ta đã ra được cái mục lục của mình rồi. Đó. Tiếp theo, như vậy là xong cái câu số 17 nhỉ.
Tiếp theo là câu số 18 yêu cầu chúng ta chèn số trang pay number vào bên dưới góc bên phải của trang in. À, thì ở đây là chúng ta sẽ bắt đầu chèn trang. Thì ở đây là chúng ta sẽ có hai cái loại section, tại vì khi nãy chúng ta dùng cái gì chúng ta ngắt đoạn ngắt trang đúng không? Vậy thì để chèn trang vào trong này, chúng ta sẽ nhấn double click xuống dưới đó. Thì khi này chúng ta sẽ có các cái section. Ở đây vì cô không muốn nó ăn theo cái phía trước đó, vì ở đây chúng ta sẽ có hai cái section. Thì ví dụ cô sẽ đặt chuột vào cái section thứ nhất. Cô sẽ thiết lập trang cho cái section thứ nhất của chúng ta nằm bên bên phải là trang số 1 đúng không? Tiếp đến cái next preview, tức là cái section thứ hai. Nếu chúng ta ở đây nó có cái sample add preview, tức là nó sẽ giống cái section phía trước, tuy nhiên trong bài này yêu cầu chúng ta là hai cái section khác nhau. Do đó các bạn sẽ nhấn hủy bỏ đi, nghĩa là nó sẽ không liên kết đến cái vùng phía trước. Chúng ta sẽ thiết lập lại nha. Các em sẽ vào, vẫn ở đang ở cái tab header and footer, và các em nhìn ở đây chúng ta sẽ vào đây chúng ta thiết lập lại. Chúng ta sẽ vào đây chúng ta chọn, thì ở đây chúng ta sẽ chọn là y nhỏ, một y nhỏ, hai y nhỏ, start bắt đầu là một đó. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có số trang của mình nó sẽ bắt đầu bằng một. Chúng ta có hai trang và nó nằm trên hai cái section khác nhau, section 1 và ở đây là section 4. Do cô tạo nhiều lần thì nó tạo thành section 4. Còn các bạn ngắt lần đầu thì nó sẽ tạo là section 2, không có vấn đề gì cả, miễn là nó hai section khác nhau và chúng ta đánh số trang cho các section là khác nhau. Đó. Tiếp theo yêu cầu chúng ta tạo cái cross reference, chúng ta sẽ bôi đen và chúng ta sẽ chọn cái hidden số 2. Và sau khi tạo cái hidden số 2 chúng ta xuống chúng ta cập nhật, thì cái danh mục nội dung của chúng ta ở đây chúng ta sẽ cập nhật lại. Thì ở đây có hai cái loại cập nhật, đó là cập nhật số trang khi chúng ta chỉ muốn cập nhật lại số trang, còn cái thứ hai là cập nhật toàn bộ table, tức là khi chúng ta có nội dung thay đổi và chúng ta sẽ chọn toàn bộ table. Như vậy ở đây các em thấy là cái phần trang số 1 ở section 1 cô đánh số thứ tự là 1 2, 3, 4, còn cái section thứ hai cô tạo là y nhỏ, một y nhỏ, hai y nhỏ. Đó. Tiếp theo là cái phần danh mục chúng ta xong. Câu 20 là thiết lập gì đây? Thiết lập pay color, thiết lập màu nền cho trang và thiết lập border cho trang. Đó. Thì để thiết lập cho trang thì các bạn sẽ vào cái tab design ở cái pay background, thì chúng ta sẽ vào pay color. Đó. Chúng ta sẽ thiết lập cái màu cam đó. Tiếp bay color thì các em sẽ nhấn vào cái bay color đó, thì ở đây chúng ta sẽ chọn cho toàn bộ văn bản hay là chỉ cái trang này thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn toàn bộ văn bản, chúng ta sẽ chọn cái 3D nha. Sau đó các em sẽ chọn cái kiểu là kiểu này, màu độ đậm của chúng ta là 1 cm, rồi màu của chúng ta là màu xanh đó. Như vậy chúng ta đã tạo xong được cái phần border rồi. Còn cái câu cuối cùng nữa nha. Ở đây sẽ cài đặt in ấn, tức là chúng ta sẽ vào cái advanced, chúng ta cho phép hiển thị cái bookmark này. Rồi đơn vị đo của cô ở đây đang là cm thì sẽ chuyển sang đơn vị đo là inch. Đó, và khi in tài liệu thì cho phép in màu nền và hình ảnh. Đó, vậy thì chúng ta để thiết lập thì chúng ta vào menu file này, option này, tab Advanced này, chúng ta sẽ tìm đến cái display. Đây display, chúng ta sẽ cho hiển thị cái bookmark đúng không? Đó, thứ nhất các em sẽ chuyển cm về inch này. Đó. Sao bookmark đây, cái sao bookmark đây các bạn sẽ tích vào đây để cho phép. Còn khi in print, khi in cho in background này. Đó, cho in rồi nên thôi khỏi cần. Bạn nào chưa tích thì tích vào nha. Rồi ok. Đó, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái bài work thứ tư. Đó.